Xin chào tất cả các bạn quay lại kênh của Phùng Tấn. Thì đã rất là lâu rồi mình có chút việc mình không ra được video về món ăn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một món, đó là món bò núc nắc. Trước tiên mình giới thiệu về cái thịt nhé, thịt bò nhé. Thì để làm được cái món bò núc nắc này thì các bạn nên chọn cái thịt thăn đấy, thì nó mềm. Còn nếu mà các bạn mà dùng thịt mông, thịt vai thì nó rất là dai, thì rất là khó ăn, bởi vì cái này của mình là thái dày đấy. Bây giờ mình sẽ đi thái thịt bò nhé. Thịt bò này thì mình sẽ thái dạng quân cờ nhé, xong phá đôi sau. Xong bây giờ các bạn để thì các bạn thái thì cắt thì nó sẽ chuẩn dễ hơn. Cái này mình có thể chia làm 3 nhé. Mình sẽ chia làm 3 này. Cái món này thì nhà dân thì hộ gia đình thì ít khi dùng, ít khi ăn, nên là mình giới thiệu chi tiết. Đấy, món này thường có ở nhà hàng, quán bia. Đấy, thì mình sẽ thái như này. Đấy. Đấy, các bạn thái như này nhé. Chính vì mình thái như thế này thì mình muốn dùng cái thịt thăn đấy, cho nó mềm. Đấy, các bạn thấy dao thái của mình sắc không? Dùng dao nhà bếp thì dao sắc thái thì rất là sướng. Nếu con dao cùn các bạn thái mà nó cứ dây dây miếng thịt thì rất là chán, nó bực mình. Với con dao thái này của mình ấy thì mình làm cái lưỡi nó mỏng. Đấy, thì đâm ra cái này thái chỉ thái được các cái thịt là chính, thái đồ mềm thôi nhé. Con dao này của mình sắc, rất là sắc, thế nhưng mà thái những cái đồ cứng như sụn rồi xương cá là nó hay bị mẻ. Đấy, nhưng mà những con dao mà thái được sụn ấy thì và xương cá thì cái lưỡi này phải làm dày hơn. Dày hơn thì thái những cái thịt này nó lại không phù hợp. Đấy, nó lại rất là nhanh cùn. Đấy, bây giờ mình sẽ cho đây để mình tẩm ướp nhé. Đấy, lúc này thì mình thái thịt thì mình có giới thiệu với dao thái như mình. Đây, đấy là con dao mà mình đang dùng nhé. Còn đây còn dao mới đây thì nó cũng như thế. Đấy, mình đang bán con dao các bạn nhé. Và đây là dao thái này. Đấy, đây là dao chặt gà vịt này. Đấy, chặt gà vịt này thì của mình nó nặng từ 6 lạng đến 6 lạng rưỡi. Thì với con chặt gà vịt này ấy, thì chị mình cũng chỉ để chặt gà vịt thôi nhé, không chặt được xương ống nhé, không chặt được móng giò nhé. Móng giò thì mình sẽ có con loại 1 cân cơ. Đấy, ngoài con chặt con thái ra thì mình có con dao bài. À quên, không giới thiệu giá các bạn. Con dao thái này mình đang bán 240 một con nhé. Dao chặt này 240 một con. Đấy, chặt gà vịt. Con dao bài này thì 120.000. Đây là dao nọc 110.000. Ngoài ra thì mình có một con dao chặt xương. Con dao chặt xương thì mình đang bán 270.000, nhưng mà hôm nay mình vừa vì bán hết xong thì thợ chưa làm xong nhé. Thế ngoài ra thì mình bán cả đá mài các bạn nhé. Mình giới thiệu nhanh nhé. Đá mài mình có loại to, loại nhỏ này là 80.000 một bộ. Đấy, một con mài, một con phá, một con mài sắc. Và viên to này, loại to này thì là 120.000 cùng một viên mài sắc và một viên mài phá nhé. Đấy, các bạn nào mua dao thì mua đá mài thì ủng hộ mình nhé. Bây giờ mình sẽ tẩm ướp cái thịt này. Thì với chỗ này là của mình là xít soát gần 5 lạng thịt. Đấy, thì mình sẽ cho thầy một thìa cà phê hạt nêm này, 2 thìa cà phê dầu hào. Một phần 2 thìa ăn phở xì dầu. Một thìa cà phê mình chính. Mình chính thì các bạn nào ăn được thì cho, nếu các bạn không thích mình chính thì có thể thôi nhé. Một thìa cà phê đường. Ngoài ra thì mình có cho một chút tương ớt. Cái tương ớt này thì các bạn cho được không cho được nhé. Cái này mình cho để mình lấy màu thôi.
Mình cho khoảng độ 1 phần 3 thì ăn phở tương ớt. Mình sẽ cho một chút hạt tiêu. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Sau khi mình trộn đều lên thì mình sẽ cho một chút dầu ăn vào nhé. Cho dầu ăn vào để cho cái thịt của mình nó mềm hơn. Đấy, và cái gia vị mình tẩm ướp vào nó khỏi bị ra nước. Đấy, các bạn nhớ là cho dầu ăn là sau khi các bạn trộn gia vị, sau các bạn phải cho dầu ăn nhé. Đấy, sau khi trộn đều gia vị cho dầu ăn, mình nhắc đi nhắc lại là sau khi trộn gia vị vì cho dầu ăn. Đấy, không cho dầu ăn ngay từ ban đầu nhé. Ok, bây giờ mình sẽ để đây khoảng độ 20 phút cho nó ngấm nhé. Mình để thái ớt xanh ớt đỏ nhé. Các bạn mà mua được ớt vàng ấy thì cả ớt xanh ớt đỏ ớt vàng thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Ớt xanh thì mình cũng thái như ớt đỏ thôi. Hành tây thì mình cũng bổ như thế nhé. Mình sẽ tách cái hành tây này ra. Đấy, vừa đẹp vừa nhanh chín. Chín đều. Cái hành lá này thì mình chỉ lấy cái phần gốc trắng nhé. Thịt bò của mình sau khi mình tẩm ướp để cho nó ngấm rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào mình xào nhé. Mình sẽ phi tỏi thơm lên. Tỏi thơm thì mình sẽ cho bơ vào nhé. Cho một ít bơ vào cho nó thơm. Và bây giờ mình sẽ cho thịt bò vào mình đảo. Đảo cái này thì các bạn phải cho to nửa một chút nhé. Các bạn căng nửa to lên. Món này các bạn xào là ở bên ngoài thì nó hơi xém cạnh một chút, bên trong thì nó hơi hồng hồng là được nhé. Các bạn đừng xào kỹ quá nhé. Sau khi đảo được khoảng độ chỉ 1 phút hơn thôi. Đấy, thì mình sẽ cho hành tây vào này. Cho hành tây vào đảo qua thì mình sẽ cho ớt xanh ớt đỏ vào. Sau khi cho ớt xanh ớt đỏ vào thì mình sẽ rắc thêm một chút hạt nêm, bởi vì là cái ớt xanh ớt đỏ lúc nãy mình chưa tẩm ướp. Đấy. Còn các bạn nào mà không muốn rắc như thế này thì các bạn có thể xào ớt xanh ớt đỏ riêng nhé. Nhưng mà của mình cho ít ớt xanh ớt đỏ nên là mình không muốn xào riêng. Mình chỉ cho nửa thìa cà phê thôi. Xanh ớt đỏ của mình xào gần chín tới rồi, mình sẽ cho cái hành gốc này vào. Sau khi cho hành gốc thì mình sẽ phụt cho một chút rượu vào cho nó thơm nhé. Và mình tăng tốc lên để cho ra. Mình sẽ cho ra đĩa nhé. Mình bớt lại một góc để một góc mình cho thêm khoai tây vào. Đấy, món này ăn kèm với khoai tây chiên. Hoặc các bạn có thể khoai tây chiên rồi các bạn có thể nấu gần ra các bạn xóc cùng cái bò này cũng được.
Mình sẽ chờ một góc này để cho khoai tây vào nhé. Đấy. Đấy, mình sẽ ăn thử một miếng xem là nó có ngon không các bạn nhé. Cái này thì các bạn có thể ăn kèm khoai tây, hoặc cái khoai tây này này các bạn lúc nào gần xong các bạn xóc cùng cái này cũng được. Đấy, mình muốn để riêng cho nó khỏi ướt thôi. Đấy, xin mời các bạn nhé. Thịt bò mềm không dai, vừa chín tới các bạn nhé. Rất là ngon, vừa vậy ạ. Đấy, thì vậy là mình đã hoàn thành món bò lóc nắc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hùng Tấn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.